anh chị, cả nhà thân thương và chào quý phụ huynh thân mến. Các con ơi, các con ăn dưa hấu, chắc hẳn các con đều biết quả dưa hấu nó bên ngoài có cái vỏ màu xanh, ở trong ruột thì nó màu đỏ và có hạt đen trong đó, ăn rất là dịu ngọt phải không? Nhưng chắc chắn không hẳn là mấy ai biết được sự tích của quả dưa hấu. Sau đây là kênh của cô Minh Châu sẽ kể cho các con cùng quý vị phụ huynh và cả nhà thân thương kính mến nghe qua câu chuyện truyền thuyết Mai An Tiêm, sự tích quả dưa hấu. Mời cả nhà cùng lắng nghe nhé. Nhiều năm về trước, vào thời Hùng Vương, đất nước ta rất trù phú và rộng lớn, với những ngọn núi cao tới 9 tầng mây, những con sông rộng mênh mông và những khu rừng bát ngát với rất nhiều loài cây và muôn thú. Ở thời đó, sương đồng vẫn còn rất thưa thớt, các loài cây cho trái ngon quả ngọt chưa được phong phú như thời bây giờ, vì mọi người vẫn chưa khám phá ra hết để mang về trồng. Vua Hùng Vương thứ 17 có nuôi một người con nuôi tên là Mai An Tiêm. An Tiêm rất tháo vát và đặc biệt là có trí thông minh hơn người. Vua Hùng rất yêu quý An Tiêm, nên khi có của ngon vật quý là vua hay ban cho An Tiêm. An Tiêm rất thẳng tính, và chính sự thẳng tính đó đã gây nguy hại tới chàng. Theo thói đời thì vua thường rất thích nịnh. Khi các quan trong triều được nhà vua ban thưởng cho một chút bổng lộc nào đó thì tấm tắc khen vua hết lời này đến lời khác. Nhưng An Tiêm lại khác, nhận được bổng lộc của vua ban thì An Tiêm thường bảo: của được biếu là của phải lo, của được cho là của phải nợ, và xem thường những thứ đó. Không ngờ câu nói đó của An Tiêm lọt đến tai vua. Vua khi biết đã nổi giận lôi đình và ra lệnh cho quân lính đày cả gia đình Mai An Tiêm ra đảo hoang ở ngoài biển khơi. An Tiêm và vợ con của chàng được áp tải xuống một chiếc thuyền buồm và bị đẩy ra ngoài biển khơi, trong khi không có một chút hành lý mà chỉ mang theo một chiếc gươm nhỏ để phòng thân. Con thuyền xa dần bờ và chồng chênh giữa biển khơi mênh mông. Đến ngày hôm sau, con thuyền cập bến vào một hòn đảo hoang không một bóng người. Quân lính đưa cho gia đình An Tiêm một số lương thực chỉ đủ dùng cho 5 ngày và một chiếc nồi nhỏ để nấu cơm. Sau đó, quân lính quay thuyền trở về bờ và bỏ lại gia đình An Tiêm trên hòn đảo hoang. Nàng Ba, người vợ của An Tiêm, bế đứa con nhỏ trên tay, mắt hướng theo chiếc thuyền, càng ngày càng khuất dần và mất hẳn. Nàng khóc và sợ, sợ rằng sẽ sống ra sao trên hòn đảo hoang này khi 5 ngày nữa là lương thực sẽ hết và khi đó sẽ không còn gì để ăn, không còn gì để uống. An Tiêm an ủi vợ và dắt vợ con tìm một hốc đá để ở tạm. Sau đó chàng lên đường cầm chiếc gươm nhỏ đi xung quanh hòn đảo hoang để thăm dò. Quả thật, hòn đảo này rất hoang vu và không có một bóng người. Chắc chưa từng có người nào đặt chân trên hòn đảo này. Trên đảo chỉ có một chút cây cỏ mọc lơ thơ
và vài loài chim biển sinh sống. Chàng tìm kiếm mãi mới tìm được chút quả dại chua chát và chút rau dại để ăn tạm qua ngày. Kể từ đó, hàng ngày ăn tim đi khắp con đảo tìm những loài rau rừng để trồng, kiếm quả rừng để ăn. Nàng ba vợ ăn tim thì ra biển kiếm ngao kiếm ốc. Đứa con trai lớn được chàng dạy cho cách làm bẫy bắt chim. Nhưng rồi dần dần lũ chim cũng đề phòng, nên có những ngày thằng bé không bẫy được con chim nào. Mặc dù cá rất nhiều, nhưng ăn tim không có lưới để bắt. Quả thì cũng có mùa. Chính vì vậy, cả gia đình ăn tim vẫn chủ yếu sống qua ngày đoạn tháng bằng những thứ rau dại mang về trồng trong vườn. Cuộc đời của cả bốn người rất khốn khó và lao đao. Tuy muôn vàn khó nhọc, nhưng ăn tim vẫn nuôi trong mình một hy vọng, rồi sẽ có ngày cuộc sống sẽ khấm khá lên. Một hôm, đang trong lúc đi tìm sao, thì ăn tim thấy một con chim đang ăn một quả gì đó. Thấy ăn tim nó sợ, nên đã vội vã bay đi, để lại một miếng mồi đỏ đỏ. Ăn tim cầm lên, xem thì đó là một quả dưa rất lạ chưa từng thấy bao giờ. Nó to bằng hai ngón tay người. Chàng nghĩ thầm trong bụng, chim ăn được thì chắc người cũng sẽ ăn được. Chàng nếm thử một chút thì thấy có vị ngọt ngọt rất dịu. Chàng ăn hết miếng dưa cho đỡ khát, rồi gom toàn bộ số hạt lại để mang về gieo trồng. Ít ngày sau, hạt dưa đã trổ mồi đâm lá, thân cây dưa tỏa ra bò khắp một khoảnh vườn. Nàng ba vợ ăn tim cũng phụ giúp chồng ngày ngày chăm sóc giống dưa lạ. Vợ chồng ăn tim hồi hộp, trông thấy vài bông hoa đầu hé nở. Một thời gian sau, hoa kết trái. Lúc đầu quả chỉ bằng ngón tay út, nhưng mấy ngày hôm sau, nó đã to như con chuột. Một thời gian ngắn sau, nó đã vỏng như con lợn con. Thấy nó cứ lớn, nên ăn tim cũng không sợ khi nào có thể hái quả, vì đây là giống dưa lạ chàng chưa thấy bao giờ. Một sớm tinh mơ, khi đang trong giấc ngủ thì nàng ba nghe thấy tiếng quả kêu ngoài vườn. Nàng thấy sự lạ nên đã gọi chồng dậy và bảo: ở đây là nơi hoang vắng, sao lũ quả lại tụ họp ở đây nhỉ? Chắc có chuyện gì ngoài kia. Anh ra xem thể sự thể có chuyện gì. Ăn tim ra đến vườn thì đàn quả bay đi, chúng bỏ lại quả xưa mà chúng đang ăn dở bị mổ thủng lỗ trổ. Ăn tim thấy vậy bèn lấy dao cắt dưa mang về. Khi bổ dưa ra, cả nhà ngạc nhiên vì màu đỏ tươi của ruột dưa lẫn trong đó là những hạt đen nhánh như hạt huyền. Bọc ngoài vỏ là một lớp vỏ trắng viền xanh. Để ý cẩn thận vì là giống dưa lạ, ăn tim cắt thử cho mỗi người một miếng. Để ăn thử, lũ nhỏ ăn xong khen ngợi quả rất ngọt, vị ngọt thanh mát, mùi thơm rất dịu của quả lạ. Ăn vào thấy đỡ khát và còn khỏe hẳn ra. Thấy quả ăn được, ăn tim mạnh dạn bổ nốt số dưa còn lại cho cả nhà ngồi ăn.
Cũng nhờ lữ quả mà ăn tim mới biết đến khi nào thì có thể thu hoạch quả. Cả nhà mừng rỡ rồng rắn nhau ra vườn để hái dưa mang về. Còn lại những quả chưa chín thì cả nhà thay phiên nhau canh quả, tránh cho lũ quạ lại tới ăn. Với tài chăm bón của mình, vườn dưa của An Tim ngày càng sai trái, thịt quả càng thêm dày, vỏ mỏng hẳn dần đi, vị ngọt càng thanh và dịu hơn. Cứ mỗi lần hái trái, An Tim lại khắc đánh dấu lên quả rồi thả ra biển, mong chờ có một ngày có một chiếc thuyền buồm gặp được dưa trôi, thì An Tim sẽ dùng dưa đó để đổi lấy thức ăn và lúa gạo. Quả nhiên, một hôm có một chiếc thuyền buồm đi ngang qua, thấy giống như là ăn rất ngon. Chủ thuyền ngỏ ý muốn mua dưa đem bán trên đất liền. Kể từ đó, gia đình nhà An Tim đã có thêm thức ăn lương thực, cuộc sống cũng đã khấm khá hơn trước kia. Về phần vua Hùng, từ ngày đại cả gia đình An Tim ra đảo hoang, vua luôn nghĩ rằng An Tim đã chết rồi. Đôi khi nghĩ tới, vua cũng bùi ngùi thương xót. Cho đến một ngày, được thị thần dâng lên quả dưa lạ, vua ăn thấy rất ngon miệng, bèn hỏi xem ai đã trồng ra giống dưa này. Biết được An Tim trồng, vua rất vui mừng, cho quan lính đem thuyền ra đón cả gia đình An Tim trở về nhà. An Tim rất mừng rỡ, thu lượm hết những quả dưa chín, đem về tặng cho bà con lối xóm. Còn một số quả An Tim giữ lại để hạt gieo trồng tiếp. Đó chính là nguồn gốc giống dưa hấu mà chúng ta vẫn ăn ngày nay. Về sau, khắp nước ta đều có giống dưa hấu, nhưng người ta nói chỉ có huyện Nga Sơn là trồng được những quả ngon hơn cả. Vì nơi ấy xa là hòn đảo An Tim ở. Trải qua mấy nghìn năm nước cạn, cát bồi, nay đã liền vào với đất. Qua câu chuyện Mai An Tim với sự tích quả dưa hấu, thì các con đã rõ nguồn gốc của quả dưa hấu có từ đâu rồi phải không? Và cũng qua cái câu chuyện này thì cho chúng ta học thêm được cái tính kiên nhẫn và chịu khó chịu cực thì chúng ta sẽ thành công. Cô Minh Châu chúc cho cả nhà chúng ta, chúc cho các con có nhiều sức khỏe, an bình, hạnh phúc. Và kênh của cô sẽ có nhiều chuyện hay hơn nữa. Các con tiếp tục theo dõi nha. Và các bạn nếu thấy video câu chuyện hay thì hãy bấm chuông, like, share và subscribe để Minh Châu có tinh thần làm tiếp video cho cả nhà cùng thưởng thức. Ok, video của Minh Châu tới đây xin tạm dừng.